Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Cơ thể kỵ nhất thứ này vào buổi sáng, chớ dại mà ăn, kẻo bệnh tật kéo đến, ung thư hỏi thăm. Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng những thói quen ăn uống sai lầm vào buổi sáng cũng là căn nguyên gây ra bệnh. Hãy tránh xa những thực phẩm này. Cơ thể kỵ nhất thứ gì vào buổi sáng? Bởi vì vào thời điểm sáng sớm, khí âm vẫn tích tụ trong cơ thể mỗi người rất nhiều. Biểu hiện cụ thể là hệ thần kinh, cơ bắp đôi khi còn có trạng thái co rút. Nếu lúc này chúng ta uống nước lạnh thì các hệ thống trong cơ thể càng thêm co lại, mạch máu càng khó lưu thông. Ấy vậy nhưng nhiều người hiện đang giữ thói quen uống nước lạnh vào buổi sáng. Bình thường, uống nước lạnh vào buổi sáng, chúng ta không thấy dạ dày có biểu hiện ra điều gì khó chịu. Nhưng một thời gian qua đi, nhất là khi đã có tuổi, chúng ta sẽ thấy thân thể mình khó hấp thụ thức ăn, chán ăn, đi ngoài khó khăn, làm làn da xấu dần, cổ họng có đờm, thường hay bị cảm lạnh. Đây là biểu hiện của việc dạ dày bị tổn thương. Uống nước lạnh còn khiến sức đề kháng trong cơ thể suy giảm. Do đó, nên ăn cháo nóng, hoặc cốc bột yến mạch nóng, sữa dê nóng, cốc nước đậu nóng, sữa nóng, v.v. vào buổi sáng. Sau đó mới ăn thêm rau quả, bánh mì, hoa quả cùng các món điểm tâm khác. Theo kết quả chẩn đoán lâm sàng của y học của Trung Hoa, nhiều nữ sinh từ nhỏ đã dùng thực phẩm lạnh như kem, cacao, Coca-Cola lạnh, trà hồng lạnh như một thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Cuối cùng thì các em mắc phải chứng bệnh không xuất hiện kinh nguyệt, tử cung, lão hóa, mới 18 tuổi đã mãn kinh. Đây quả là loại bệnh không bình thường của con gái. Ngoài ra, hãy tránh xa những thực phẩm sau đây. Ăn nhiều chất béo. Đây cũng là thực phẩm mà chúng ta cần lưu ý hạn chế chúng trong các bữa ăn hàng ngày. Khi tiêu thụ những món ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo như mỡ động vật, thực vật sẽ có nguy cơ dẫn đến bệnh sỏi thận. Nguyên nhân bởi vì thức ăn giàu protein và chất béo sẽ tăng thêm hàm lượng cholesterol trong dịch mật, hình thành nên sỏi. Vì thế, hạn chế cho cơ thể hấp thu những thức ăn này sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi thận rất cao. Ăn thực phẩm chứa nhiều canxi. Canxi rất cần thiết cho cơ thể vì nó là chất dinh dưỡng để nuôi xương luôn chắc khỏe. Tuy nhiên, cũng vì thế mà nhiều người lại vô tình bổ sung quá nhiều thực phẩm chứa canxi vào trong cơ thể với mong muốn tốt cho xương. Nhưng với cơ thể con người, các chất dinh dưỡng thiếu thì không được, mà thừa cũng không xong là vậy. Một khi lượng canxi dư thừa nhiều sẽ tích tụ trong thận và hình thành sỏi. Vì thế, chúng ta phải biết cân bằng thực phẩm trong chế độ ăn hàng ngày. Đồ ăn cay nóng. Ăn các loại gia vị cay nóng, ớt khi dạ dày rỗng dễ làm kích ứng thành dạ dày, dẫn tới phản ứng axit, sôi bụng, có thể gây ra khó tiêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.